Xin chào mọi người đã đến với kênh Cây Thuốc Chữa Bệnh Quanh Ta. Để liên tục được cập nhật cây thuốc mới, xin quý vị hãy đăng ký kênh. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một cây thuốc có tác dụng chữa lị và tiêu chảy, chữa phong thấp, đau nhức xương và đồng thời chữa cả lở sơn. Vị thuốc muốn nói đến hôm nay đó là vị thuốc tống quán sủi. Tống quán sủi có nhiều tên gọi như tống quán sủ, tổng quản, tông pơ mu. Cây gỗ cao 10 đến 15 mét, cành non có lông sát, cành già không lông, lá có phiến bầu dục, dài 4 đến 16 cm, rộng 2,5 đến 10 cm, mép nguyên hoặc hơi có răng cưa, gân phụ 13 cặp, cuống 1 đến 2 cm, lá kèm sớm rụng, hoa đực hợp thành cụm hoa, đuôi sóc dài 12 đến 16 cm, ba hoa ở nách 1, lá bắc nhị 4, hoa cái thành bông ngắn 5 đến 8 cái ở nách lá, bầu 2 ô, cụm quả dạng chùy cứng, quả thuôn, bầu dục dẹp có cánh mỏng. Quả chứa 1 hạt. Bộ phận dùng: vỏ thân, thu hái quanh năm, dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần. Công dụng: vị đắng, chát, tính mát, có tác dụng lợi thủy, tiêu thũng, thanh nhiệt, giải độc, thư cân hoạt lạc, khư phong trừ thấp, chỉ tả. Vỏ chữa thủy thũng, lị trực khuẩn, tiêu chảy, viêm phổi, phong thấp, đau nhức xương, gãy xương, đòn ngã tổn thương, lở sơn, viêm gan và chảy máu mũi. Cách dùng và liều lượng: ngày dùng 15-20 gram dạng thuốc sắc, dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc khác. Bài thuốc cụ thể như sau: 1. Chữa lị trực khuẩn, tiêu chảy. Vỏ tống quán sủi 12 gram, quế nhục 5 gram, lá khổ sâm 20 gram, vỏ cây vối 20 gram, nụ sim 25 gram. Tất cả phơi khô tán thành bột mịn, mỗi lần uống 5-7 gram với nước ấm, uống 2-3 lần trong ngày. Chữa phong thấp. Bài thứ hai: chữa phong thấp, đau nhức xương. Vỏ tống quán sủi 16 gram, rễ cà gai leo 16 gram, cỏ xước 16 gram, tầm gửi bưởi 16 gram, thân rễ xấu hổ, mỗi thứ 12 gram, cắt ngắn sao vàng, sắc uống ngày một thang. Bài thuốc ứng dụng thứ 3: chữa lở sơn. Vỏ thân tống quán sủi 20 gram, lá khế 20 gram, giã nát, gói vào vải sạch, hơ ấm, ép sát lên nơi bị lở sơn. Trên đây tôi vừa giới thiệu xong tác dụng của cây thuốc tống quán sủi. Xin chào và hẹn lại các bạn ở chuyên mục cây thuốc sau.